Hỏa hoạn lớn xảy ra tại công trình lịch sử thành Surijo ở đảo Okinawa của Nhật Bản rạng sáng ngày 31 tháng 10 đã gây tiếc nuối lớn cho người dân địa phương và bạn bè quốc tế. Công trình 600 năm tuổi này được xếp hạng di sản thế giới. Thành cổ Shuri là tòa nhà chính trong công trình lịch sử từ vương triều Rikyu và đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1400. Thành cổ Shuri được xếp hạng bảo vật quốc gia của Nhật Bản vào năm 1933. Vào 3 giờ sáng ngày 31 tháng 10, ngọn lửa bắt đầu bùng phát và thiêu rụi sảnh chính cùng 7 công trình kiến trúc nhỏ xung quanh trên diện tích 4.800 m². Thành Shuri là một công trình quý giá, là biểu tượng của đảo Okinawa chúng tôi. Thiệt hại này là tổn thất lớn đối với Okinawa. Chúng tôi đã huy động tất cả những gì có thể để dập tắt ngọn lửa ngùn ngụt tại khu vực này. Thông tin về đám cháy đã nhanh chóng lan tỏa và được chia sẻ trên các mạng xã hội. Nhiều người rất bàng hoàng và tiếc nuối khi mất đi công trình lịch sử này. Chúng tôi rất tiếc khi đọc được thông tin này. Tòa thành này gần như gắn liền với đời sống của chúng tôi và giờ nó đã không còn nữa. Không riêng gì Nhật Bản, bạn bè quốc tế cũng chia buồn với Nhật Bản khi mất đi một công trình lịch sử quý giá như vậy. Tôi muốn bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với người dân ở Okinawa nói riêng và đất nước Nhật Bản nói chung. Thành cổ Shuri được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2000. Đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng của xứ sở Hoa Anh Đào, đón khoảng 1,7 triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực điều tra nguyên nhân của đám cháy.